phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, giữ vững truyền thống, phát huy vai trò công nghệ số. Du lịch leo núi, hướng đi của du lịch Lai Châu. Lễ hội té nước của Myanmar trở lại sau 2 năm tạm dừng. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin văn hóa du lịch của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác ngày hôm qua đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. Đoàn công tác đánh giá cao Thừa Thiên Huế đã tập trung bảo vệ, tôn tạo các di tích, di sản, phát huy bản sắc văn hóa Huế và xem văn hóa là trụ cột để phát triển bền vững, đồng thời xác định và xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương đã duy trì tốc độ tăng trưởng và có nhiều điểm sáng. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị địa phương cần làm rõ nội hàm bản sắc văn hóa Huế, xây dựng môi trường văn hóa Huế và phẩm chất con người Huế gắn với bản sắc văn hóa Huế. Từ đó, tỉnh cần giao cho cơ quan chức năng xây dựng đề án thí điểm để huy động nguồn lực xã hội hóa trong việc sử dụng và quản lý di tích, theo hướng di tích là của nhà nước nhưng quản lý là doanh nghiệp để giảm tải bớt áp lực kinh phí và có nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn và tôn tạo di tích, di sản. Về du lịch, Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch riêng có gắn liền với phát huy giá trị di sản Huế. Tối 20 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Mắm Châu Đốc An Giang, đặc sản các vùng miền năm 2022 tại thành phố Châu Đốc An Giang. Diễn ra từ ngày 20 tới ngày 24 tháng 4, ngày hội có quy mô 180 gian hàng của 150 đơn vị của tỉnh An Giang và 19 tỉnh thành trong cả nước tham gia, chia làm 3 khu vực. Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang, khu đặc sản các tỉnh thành theo 4 chuyên đề chính, mắm, lúa gạo, thủy sản, khô, khu không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu văn hóa cộng đồng. Điểm nổi bật tại ngày hội là ban tổ chức tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày văn hóa, văn nghệ, ẩm thực của 4 dân tộc anh em Kinh, Khmer, Chăm, Hoa đang sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông qua ngày hội mắm Châu Đốc tỉnh An Giang sẽ hình thành hiệp hội mắm gắn kết với hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long luân phiên tổ chức ngày hội mắm. Từ đó củng cố cơ sở dữ liệu, hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận mắm Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Chiều 20 tháng 4 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2022 đợt 1 với nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 20 đến hết ngày 24 tháng 4, quy tụ 6 đơn vị xuất bản phát hành hàng đầu Việt Nam tham gia trưng bày triển lãm, giới thiệu đến công chúng Đà Nẵng khoảng 10.000 tựa sách đa dạng về thể loại đề tài, phù hợp với từng đối tượng độc giả. Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh xuất bản phẩm còn có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt, quà tặng cho bạn đọc, tặng phẩm khi mua sách. Trong khuôn khổ ngày hội còn có các chương trình tọa đàm giao lưu cùng chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa giáo dục xuất bản và các diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực văn học. Nối tiếp sự kiện ra mắt tủ sách đời người và khởi động bình chọn 100 cuốn sách nên đọc trong đời vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Vừa qua, Omega Plus chính thức ra mắt bộ sách đầu tiên trong dự án, bao gồm 7 tác phẩm dành cho đối tượng trẻ nhỏ từ 9 tuổi, đồng thời chia sẻ phương pháp dẫn dắt trẻ vào thế giới truyện cổ. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2022 của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tại đây, hàng loạt hoạt động bổ ích và hấp dẫn đã diễn ra. Các cuốn sách về ngụ ngôn, truyện cổ tích, truyện kiều, sách cổ về phong tục và đời sống được ban tổ chức lựa chọn là những tác phẩm đầu tiên được lựa chọn xuất bản cho dự án tủ sách đời người. Phiến ban tổ chức mong muốn đây là bước đi đầu tiên có thể mang đến mạch nguồn dân gian và tinh thần dân tộc đến thiếu nhi nói riêng và toàn bộ độc giả nói chung. 7 cuốn sách đầu tiên của tủ sách đời người bao gồm truyện cổ nước Nam 2 quyển, truyện ngụ ngôn Aesop, thơ ngụ ngôn La Fontaine, truyện cổ dân gian Nga, truyện kiều và gia lễ chỉ Nam. Điểm đặc biệt của những cuốn sách này là được in từ các bản dịch tốt nhất hoặc sử dụng bản in lâu năm nhất. Khi mà lựa chọn cái loạt ấn phẩm này thì chúng tôi hướng đến là lựa chọn những cái tác phẩm kinh điển, quen thuộc và được đông đảo bạn đọc yêu thích qua nhiều thế hệ. Sở dĩ lựa chọn những cái ấn phẩm này bởi vì chúng tôi hướng tới đối tượng đầu tiên trong cái tủ sách gia đình, đấy là đối tượng các bạn đọc nhỏ tuổi. Đấy là cái tuổi mà
cần hình thành cái thói quen đọc sớm nhất ở các em. Cùng với sự kiện này, hàng loạt các hoạt động, dự án khác cũng đang và sẽ được triển khai trên toàn quốc để chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Tất cả đều chung mục đích nâng cao văn hóa đọc cho người Việt, từ đó mang lại những giá trị lớn về tri thức, phát triển giáo dục cho thế hệ tương lai. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự lên ngôi của điện thoại thông minh, máy tính bảng nhỏ gọn, tiện dụng, nhu cầu giải trí tăng cao thông qua sử dụng mạng xã hội, các kênh giải trí đa dạng trên Internet đã đặt ra thách thức đối với việc duy trì thói quen đọc sách truyền thống của mỗi người. Duy trì, phát triển và lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số là thách thức không nhỏ đối với những người làm văn hóa hiện nay. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, thời gian đọc sách của mỗi người ngày một giảm bớt. Thay vào đó, người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp nhận kiến thức, thông tin qua các thiết bị nghe nhìn hiện đại như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, TV tích hợp kỹ thuật số. Không thể phủ nhận những giá trị và tiện ích mà công nghệ đem lại. Nó giúp cho mọi người có thể tiếp cận thông tin, đọc sách ở mọi nơi. Từ đó, dễ dàng xây dựng thói quen đọc sách. Tuy nhiên, theo nhiều người, so với việc sử dụng điện thoại thông minh, đọc sách trực tiếp đem lại cảm giác thoải mái và tập trung hơn. Đặc biệt, nếu ngồi đúng tư thế và sử dụng ánh sáng phù hợp, đọc sách không hề gây hại cho mắt. Hiện nay thì có hai cái hình thức đọc phổ biến, nhất là đọc cầm trực tiếp và trên tay, thứ hai là thông qua các nền tảng ví dụ như điện thoại hoặc là máy tính, các app đọc. Thì thực ra thì mình thấy khi mà dùng app đọc thì nó có một cái ưu điểm, đó là nhất là mình có thể tiếp cận với cả cái đầu sách rất là nhiều, phong phú và nhiều thể loại. Nhưng mà nó lại dẫn tới một cái hạn chế, đây là mọi người sẽ dễ dàng chuyển đổi cái loại sách dễ dàng quá, và có thể mọi người còn chưa đọc hết một cái quyển sách, mọi người có thể chuyển sang cái khác. Thứ hai là về phần mắt, nó cũng rất là khá ảnh hưởng tới cái thị lực khi mà mình phải dùng cái thiết bị điện tử quá nhiều. Thực ra là công nghệ cũng tạo nên cho con người những cái hữu ích hoặc là những cái tiện lợi riêng ấy, là cái việc đọc sách ấy. Thì em nghĩ là cái trải nghiệm được cầm sách thì nó sẽ thú vị hơn là việc mình chỉ cần ngồi mình trên mạng, mình nhìn qua mạng, nó sẽ không cảm giác được là mình sờ được tận quyển sách, mình đọc, mình lật từng trang một, thì nó sẽ đem lại cảm giác thú vị hơn ạ. Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ tạo ra những thách thức mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho văn hóa đọc. Tuy nhiên, để biến thách thức thành cơ hội, ngành thư viện cũng như xuất bản phải bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số của thời đại, nếu không muốn tụt lại phía sau. Đối với bây giờ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nguồn sách. Ngoài nguồn sách giấy, chúng ta cũng vẫn có sách audio và vẫn có sách điện tử. Tuy nhiên, đối với sách giấy thì cảm giác khi mình cầm trên tay một cuốn sách thì nó vừa có cảm giác xúc giác, vừa cảm giác hình ảnh. Và chúng ta có thể là đắm chìm vào trong sách thì nó sẽ cho chúng ta nhiều cái phần cảm xúc bên trong, và như vậy chúng ta sẽ định hồi được. Còn qua trang sách, qua điện tử thì nó vẫn có một cảm giác gì đó, nó nhanh, hiệu quả và có thể đọc mọi lúc mọi nơi, nó nhẹ. Và khi cần thì mình cũng phải cần phụ thuộc vào một cái công cụ nào đó. Giới trẻ là quan tâm như là các tài liệu, tài nguyên số hay là những phương tiện trên các phương tiện nghe nhìn. Thì rõ ràng là để làm sao mà thúc đẩy văn hóa đọc trong cái môi trường số hiện nay thì các thư viện xã hội, cộng đồng xã hội và các thư viện hiện nay cũng phải đóng một cái vai trò tích cực trong việc, ngoài cái việc mà tiếp tục tăng cường phổ biến những cái nguồn tài nguyên về truyền thống, những nguồn sách in, chúng ta cũng phải tăng cường thêm những cái dữ liệu tài nguyên số hay những cái tài nguyên trên các phương tiện nghe nhìn để bạn đọc cũng có thể tiếp cận đối với cái kho tàng cũng như tri thức hiện nay của thế giới cũng như là của dân tộc. Trong thời kỳ 4.0, việc linh hoạt và tìm hướng đi mới để phục vụ bạn đọc, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin để đưa thư viện trở thành một địa chỉ tìm kiếm quen thuộc là kỳ vọng của nhiều người. Chuyển đổi số là giải pháp tất yếu để ngành thư viện phát triển hiện nay. Tiếp cận với bạn đọc nhiều hơn bằng cách xây dựng những dịch vụ số, dữ liệu mở, cung ứng hiệu quả dịch vụ cho mọi người. Để quên dần việc cứ phải có đông người đến thư viện thì văn hóa đọc mới phát triển. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức buổi họp báo công bố tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022. Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 diễn ra tại thành phố Đà Lạt từ ngày 21 đến hết ngày 30 tháng 4 với các chương trình chính như không gian quảng bá và giới thiệu du lịch, giới thiệu ẩm thực món ngon Đà Lạt, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, văn hóa các dân tộc trong tỉnh, chương trình kích cầu du lịch ngày vàng và giờ vàng của các doanh nghiệp. Đây là sự kiện văn hóa du lịch, ẩm thực và thể thao nhằm giới thiệu quảng bá thu hút khách đến Đà Lạt, Lâm Đồng, cũng như bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch của thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.
du lịch leo núi là một lĩnh vực mới mẻ, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước muốn trải nghiệm, chinh phục và khám phá. Được thiên nhiên ban tặng với những dãy núi trải dài, tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, ngành du lịch Lai Châu đang tập trung phát triển, tạo nhiều cơ chế chính sách cho các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch leo núi với mục tiêu đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách ưa thích thể thao mạo hiểm, chinh phục thiên nhiên. Với việc sở hữu 6 trên 10 ngọn núi hùng vĩ, hiểm trở nhất cả nước như Puta Leng, Pu Si Lung, Bạch Mộc Lương Tử, tỉnh Lai Châu là địa phương có nhiều thế mạnh trong việc phát triển loại hình du lịch leo núi, chinh phục các đỉnh cao. Chỉ sau một thời gian ngành du lịch mở cửa trở lại, địa phương này đón hàng chục nghìn khách du lịch đến leo núi, chinh phục và khám phá. Chúng tôi đã có rất nhiều cái chính sách về vấn đề phát triển du lịch. Trong đó là chúng tôi cải cách thủ tục hành chính, rồi là thu hút các nhà đầu tư, rồi kêu gọi đầu tư. Trong đó đặc biệt chúng tôi đã khảo sát rất là cụ thể những cái ngọn núi đó. Và hai là sẽ có những cái nhà đầu tư để đầu tư những cái con đường đảm bảo du khách khi đi du lịch, chinh phục những ngọn núi đó, đảm bảo an toàn, tuyệt đối. Để phát triển được loại hình du lịch này, bên cạnh những cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động phát triển du lịch, thì công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng rất được quan tâm nhằm tạo ra lực lượng hướng dẫn viên chất lượng cao. Chúng tôi đã thường xuyên chỉ đạo các huyện rồi là thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cho các cái hướng dẫn viên du lịch tại các thôn bản, đưa những cái poster từ những cái người dẫn đường, những cái người vác đồ thành những cái hướng dẫn viên, những cái tuyên truyền viên để phát triển du lịch của địa phương và đào tạo cái nguồn nhân lực chính là những người dân gốc địa phương trở thành những hướng dẫn viên chuyên nghiệp để phát triển du lịch, đặc biệt là cái loại hình du lịch trekking mạo hiểm leo núi. Bên cạnh nguồn tài nguyên phong phú phù hợp phát triển du lịch leo núi, nhằm đón đầu đáp ứng các xu hướng phát triển mạnh của thị trường khách du lịch, Lai Châu cần có chiến lược dài hạn và những đầu tư thỏa đáng để phát huy được tiềm năng của du lịch mạo hiểm và phát triển loại hình này một cách bền vững. Ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là những món ngon mà từ lâu người ta thường coi là tinh hoa đất kinh kỳ, chứa đựng chiều dài văn hóa, sự khéo léo và tinh tế của người Hà Nội. Ẩm thực Hà Nội là cả một niềm tự hào của người thủ đô và có thể hấp dẫn bất cứ ai đặt chân đến đây. Nắm bắt được thế mạnh đó, mới đây Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã đề xuất mở thêm khu phố ẩm thực đêm tại đảo Ngọc Ngũ Xã. Việc phát triển dịch vụ kinh doanh ăn uống tại đây, ngoài tạo dấu ấn riêng cho đảo Hồ Trúc Bạch, tạo bộ mặt đô thị, còn hút khách đến thủ đô sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phố Ngũ Xã, con phố ẩm thực sầm uất nổi tiếng của Hà Nội. Các dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, quán ăn, cà phê là nét đặc trưng của đảo, cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân ở đây. Các món ăn nổi tiếng ở đảo là phở cuốn, đồ nướng, phở và các món ăn đặc sản chế biến từ phở. Thành lập khu phố ẩm thực thật là tuyệt vời và hơn ai hết thì chúng tôi cũng rất là biết ơn tất cả các cơ quan ban ngành đã quan tâm và mong rằng là được sự ủng hộ của tất cả những người dân cũng như là tất cả các ngành để cho cái khu phố ẩm thực trở thành một khu phố là điểm đến của khách du lịch trong cũng như là ngoài nước. Nếu mà sắp tới Hà Nội mà có thể triển khai được thì đây em thấy rất là tốt vì mình có thể kiểu như trải nghiệm được kiểu như là ăn phở hay là uống cà phê. Sau rồi nếu mà mình có thể kiểu như là tăng thêm lượng khách ấy, có thể đến du lịch nhiều hơn. Khu phố ẩm thực đêm dự kiến gồm toàn bộ đảo Ngũ Xã, đảo Trúc Bạch và 7 tuyến phố Ngũ Xã, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trấn Vũ. Lấy trung tâm là hai tuyến phố chạy ngang và dọc đảo gồm Ngũ Xã, Nguyễn Khắc Hiếu, dài khoảng 120 mét. Đây đều là những tuyến phố có mật độ kinh doanh dịch vụ ẩm thực đông đúc, hàng ngày thu hút một lượng khách lớn. Nếu mà khu phố này là khu phố ẩm thực ấy, thì là em nghĩ là sẽ rất đông vui, sầm uất. Thì các bạn trẻ thì và mọi người thì cứ thời gian cuối tuần ấy, có thời gian thì sẽ đưa gia đình đến đây ăn uống. Thì gần bờ hồ thì lại là khu vui chơi của trẻ em ấy, nên là rất hợp lý. Thưởng thức ẩm thực ở đây thì em cũng chưa thưởng thức được hết. Thì nói chung là mở ở đây thì ổn chị ạ. Hợp lý, hay, view đẹp. Các công ty lữ hành cũng đã xây dựng văn hóa ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc sắc,
để mỗi du khách khi đến thủ đô Hà Nội đều có thể khám phá văn hóa Hà Thành qua hương vị ẩm thực. Theo cái nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để tập trung vào nhiều những cái sản phẩm tour và các cái tour đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu thị hiếu của khách, thì trong đó là có cái tour về ẩm thực. Khách bây giờ rất là cao cấp theo kiểu là phòng vẻ đẹp, nhưng mà ngoài cái phòng vẻ đẹp đi lại thuận tiện thì ăn cũng phải ngon nữa, thì đấy là một trong những cái mà Bigodi đang tập trung hướng đến những dòng khách như vậy. Hà Nội có lợi thế khu phố cổ Hà Nội và phố đi bộ Trịnh Công Sơn tập trung phát triển ẩm thực. Hiện ngành du lịch Hà Nội đang quan tâm phát triển du lịch ẩm thực, coi du lịch ẩm thực là một trong 7 nhóm sản phẩm du lịch trọng tâm để kích cầu du lịch nội địa trong năm 2022. Thế mạnh du lịch ẩm thực của thủ đô thì đã được nhiều tờ báo uy tín trên thế giới và nhiều du khách đánh giá là một trong những cái địa phương mà có nền ẩm thực là phong phú, đa dạng và hấp dẫn, đảo Ngọc Phú Xá của Ba Đình. Thì đây cũng là một địa điểm mà chúng tôi xác định có tiềm năng về du lịch ẩm thực cũng như cái không gian đi bộ. Ngoài ra thì cũng có một số không gian đi bộ của trên khác trên thành phố thì chúng tôi cũng đang xây dựng và sẽ hình thành trong tương lai. Dự kiến đề án khu phố ẩm thực đêm kết hợp phố đi bộ đảo Ngọc Ngũ Xã tại phường Trúc Bạch triển khai sẽ có thêm 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ, tạo thêm việc làm cho hàng trăm người lao động. Thời gian dự kiến triển khai từ quý 4 năm 2022, thí điểm tổ chức khu phố ẩm thực tại một đoạn phố Ngũ Xã và Nguyễn Khắc Hiếu từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Sau thời gian thí điểm sẽ xem xét tổ chức khu phố ẩm thực 7 ngày một tuần từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong phần tiếp theo của chương trình, lễ hội té nước của Myanmar trở lại sau 2 năm tạm dừng. Lễ hội hóa trang Rio de Janeiro chính thức bắt đầu. Lễ hội té nước mừng năm mới truyền thống của Myanmar ngày hôm qua đã bắt đầu diễn ra trên khắp đất nước. Đây là một trong 12 lễ hội truyền thống theo mùa trong năm lớn nhất của Myanmar. Lễ hội té nước Thiên Yan của Myanmar được cho là sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho mọi người. Việc rảy nước trong lễ hội tượng trưng cho việc rửa sạch tội lỗi của năm trước và đón chào một năm mới với một tâm trí và thân thể sạch sẽ. Những người tham gia lễ hội khoác lên mình những trang phục đầy màu sắc, thu hút đông đảo giới trẻ đến thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật cũng như tham gia các gian hàng trên khắp các con phố. Myanmar đã hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm nhân lễ hội té nước Thiên Yan trong 2 năm liên tiếp do đại dịch COVID-19 và bất ổn chính trị. Lễ hội năm nay sẽ kéo dài 4 ngày, đến ngày 23 tháng 4, một ngày trước năm mới của Myanmar. Nhiều sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay 21 tháng 4 theo giờ địa phương tại Vương quốc Anh. Anh sẽ bắn đại bác trong ngày hôm nay để mừng nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị bước sang tuổi 96, trong khi bà đang ăn dưỡng tại dinh thự ở nông thôn. Đại bác sẽ được bắn từ tháp London vào cung viên Hyde ở thủ đô nước Anh. Nữ hoàng Anh Elizabeth sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại thành phố Brighton, thủ đô London. Lễ đăng quang của bà ở tuổi 27 diễn ra tại tù viện Westminster vào ngày 2 tháng 6 năm 1953. Nữ hoàng Elizabeth đã vượt qua bà cố của mình là nữ hoàng Victoria để trở thành vị quốc vương trị vì lâu nhất của Anh vào tháng 9 năm 2015. Điện Buckingham cũng thông báo chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ Bạch Kim diễn ra dịp cuối tuần từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6, trong đó có lễ diễu binh, lễ tạ ơn tại nhà thờ St. Paul, buổi hòa nhạc trực tiếp. Cũng trong ngày hôm nay, nhà sản xuất đồ chơi Mattel đã cho ra mắt mẫu búp bê Barbie mới có hình nữ hoàng Anh Elizabeth, nhân ngày sinh nhật của nữ hoàng, cũng như kỷ niệm 70 năm ngày nữ hoàng lên ngôi. Búp bê được khoác lên mình một chiếc váy trắng ngà với dây thắt lưng màu xanh lam, được trang trí bằng các huy chương và ruy băng thu nhỏ. Búp bê cũng đeo một chiếc vương miện được thiết kế giống với thiết kế vương miện mà bà đã đeo trong ngày cưới của mình. Lễ hội hóa trang Rio de Janeiro ngày hôm qua đã chính thức được bắt đầu trong sự mong chờ của đông đảo người dân và du khách đến với Brazil. Nghi thức khai mạc Carnival Rio de Janeiro 2022 chính thức được bắt đầu khi thị trưởng Rio de Janeiro trao chiếc chìa khóa tượng trưng của thành phố cho người đứng đầu lễ hội, King Momo. King Momo cùng đoàn tùy tùng đã biểu diễn các điệu nhảy samba vô cùng sôi động, mở màn cho các màn diễu hành samba tại quảng trường Samba Dome. Sự kiện năm nay được đặc biệt đón chờ bởi đây là lần đầu tiên sau 2 năm lễ hội Carnival được tổ chức trở lại do đại dịch COVID-19. Trước khi dịch bùng phát, lễ hội thu hút khoảng 2 triệu người tham gia mỗi ngày trên khắp các con phố. Trong vài năm qua,
Albany đã từ một điểm đến vô danh trở thành thiên đường của khách du lịch ba lô, người tham gia lễ hội và những người thích mạo thám hiểm. Tuy nhiên, ngành du lịch non trẻ của Albany hiện đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực do tình trạng thiếu lao động, giá nhiên liệu và lương thực tăng cao và cuộc xung đột ở Ukraine. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dữ liệu mới nhất của công ty phân tích Instat cho biết, hơn 42.000 người Albany đã di cư trong năm 2021 với hàng nghìn người khác xin tị nạn. Việc dân số lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 2,8 triệu người đã tác động nghiêm trọng đến tiềm năng kinh tế của đất nước. Với dân số già, các khách sạn, nhà hàng và các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động thời vụ, buộc họ phải thuê lao động nước ngoài. Việc tuyển nhân viên từ nước ngoài làm chi phí doanh nghiệp cao hơn, đồng nghĩa với việc tăng giá dịch vụ. Ngoài ra, giá cả tăng đồng nghĩa là người dân ở Albany, một trong những nước có thu nhập thấp nhất châu Âu với mức sống dưới mức nghèo, sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các chuyến du lịch trong nước vào năm 2022.